Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đến với channel Asu Vlog. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một nơi rất là đẹp. Khi chúng ta đến du lịch Nha Trang, nhất định chúng ta nên đến check-in ở đây. Đó là Skyline Hanapana Nha Trang. Nằm ở tầng 43, tầng 45 của tòa nhà Bedmaster Pride Hanapana Nha Trang, số 38 Trần Phú, phường Lộc Thọ, Nha Trang. Và dù ban ngày hay ban đêm thì ở đây chúng ta cũng có những khung hình rất là đẹp. Ở đây là một địa điểm ngắm lý tưởng nhất ở Nha Trang, với tầm nhìn không hề bị che chắn. Và chúng ta có thể nhìn được cái vẻ đẹp choáng ngợp của phố biển Nha Trang giữa nắng vàng cắt trắng biển xanh. Buổi tối thì sẽ lung linh như thế này các bạn nhé. Muốn trải nghiệm cuộc sống về đêm ở Nha Trang thì không nơi nào lý tưởng hơn ở đây. Chúng ta có thể thưởng thức theo phong cách hiện đại và đậm chất Latin ở câu lạc bộ trên sân thượng. Hoặc muốn thưởng thức cảm giác mạnh hơn nữa thì chúng ta xuống tầng hầm các bạn nhé. Mời các bạn đi vào câu lạc bộ với mình nhé. Đây chờ các bạn khám phá. Mình xin kết thúc video tại đây. Các bạn thấy hay thì cho mình xin một like và đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn.